Chương trình được mang đến bởi Maybe, nền tảng khai phóng những tiềm năng. Chào các bạn, tôi là nhà báo Vũ Kim Hạnh. Sau một khoảng thời gian khá là dài, tôi kể cho các bạn nghe đến gần 250 mẫu chuyện, 5 phút chuyện thị trường, tức là cũng hơn một năm rồi. Thì có khá nhiều các cái ý kiến có đề nghị và tôi thấy đó là một cái điều mà nó cũng rất là kích thích Uniqlo bắt đầu bán các cái sản phẩm cũ đã mặc rồi chỉ với giá là 1 phần 3 Singapore đang tính cái gì để mà phát huy cái thành công rực rỡ sau cái chuyến Erastour 6 đêm diễn của Taylor Swift Chào các bạn đây là 5 phút chuyện thị trường và tôi là nhà báo Kim Hạnh. Chị Hạnh ơi, sau một tuần chị Hạnh kể chuyện, cái câu chuyện nào nó cũng quá nhiều thông tin và nó cũng hấp dẫn. Tuy nhiên, những cái góc nhìn, những cái lĩnh vực những cái không gian nó khá là khác nhau. Tụi tôi rất muốn là chị hạnh gom lại và à, cuối cùng đưa ra những cái tiêu điểm nào nó là nổi bật thì tôi nghĩ đó cũng là một ý hay. Người làm báo bao giờ cũng muốn là những cái thông tin của mình được ghi nhận dù cho mỗi người có một cái cách ghi nhận khác nhau và ứng dụng khác nhau, nhưng mà tôi nghĩ là mình Cố thêm một chút mình làm lại cái bản tổng hợp thông tin và còn một cái điều mà tôi cũng hết sức là phấn chấn là cái nhóm chuyên gia thị trường của chúng tôi hiện nay á, là càng ngày là các anh đó càng tham gia nó phong phú lắm các bạn. Thì các anh đó nói là những nội dung nào những cái thông tin nào mà chị Hạnh cho là đáng ghi nhận nhất của cái tuần đó nó nổi bật nhất thì dưới góc độ là những chuyên gia chúng tôi sẽ phân tích và bình luận thêm cho những cái người xem, những cái người nghe quý mến của mình. Và cuối cùng chắc chắn là tụi tôi cũng sẽ giới thiệu những cái thông tin nổi bật trong tuần tới. Bởi vì mỗi một sự việc nó xảy ra trong mỗi một cái thời điểm Nó đều dẫn tới những diễn biến Và nó đều có cái, cái tính tương tác hữu cơ với lại những cái gì mà chúng ta nghe trong tuần hiện nay như vậy tôi hy vọng là cái bản mà chúng tôi gọi là bản tin tổng hợp cuối tuần đó, là nó đến tay các bạn thì nó sẽ làm cho các bạn thấy vui mình nhớ lại những cái gì mình đã nghe và mình cũng nghe thêm các chuyên gia người ta bình luận thậm chí các bạn có thể viết thư hay là có ý kiến phản bác lại cái bình luận của chuyên gia cũng rất là tốt. Vì vậy cho nên chúng tôi đưa ra một cái hình thức đăng ký hết sức là đơn giản. Các bạn gõ mấy chữ vũ kim hạnh.com là một cái web page trong đó chúng tôi đưa ra một cái khung, một cái box nhỏ là đăng ký để nhận cái newsletter. Và thưa các bạn, cuối tuần này chúng tôi sẽ thử phát hành cái bản đầu tiên để các bạn xem nói thật là giờ này đội ngũ của chúng tôi cũng khá là trộn rộn để chuẩn bị cho cái bản mà tổng hợp cuối tuần đó chúng tôi rất mong là các bạn nhanh chóng đăng ký để nhận được tận tay bằng cái địa chỉ email của các bạn cái bản tin tổng hợp của chúng tôi mà tất cả ekip tôi và các bạn trân trọng gửi đến từng bạn và mong là các bạn sẽ phản hồi cái bản tin tổng hợp này. Rất mong là chúng ta lại gặp nhau nữa trong ngày cuối tuần rất vui và bổ ích để chuẩn bị cho những câu chuyện của tuần tới. Câu chuyện của một thương hiệu thời trang ngoại khá là nổi tiếng chỉnh chu và cũng rất hợp thời nhất là giá cả chấp nhận được à, tôi muốn nói đến Uniqlo có nhiều bạn để dành tiền để mua sản phẩm của Uniqlo hầu hết các nghệ sĩ các văn nhân những cái người đi làm văn phòng đều thích đến Uniqlo vì màu sắc thương hiệu cái bộ màu của Uniqlo thì tôi rất thích vì thưa các bạn nó rất là nhật tức là nó rất là thanh thoát nó hợp thời trang nhưng mà nó không có chói chang nó không có sặc sỡ lắm và những cái kiểu mẫu thì chúng ta thấy là nó tối giản như là người nhật trong cái chuyện là trang trí gia đình trang trí ở, ở các cái đường phố luôn luôn là hài hòa tối giản Uniqlo nó gọi cho chúng ta suy nghĩ tới những điều đó và hôm nay có một cái thông tin rất là lạ chúng tôi đọc thấy ở trên báo Nhật và báo Singapore Uniqlo bắt đầu bán các cái sản phẩm cũ đã mặc rồi của mình và được đem đi nhuộm được đem đi gia công lại làm sạch làm đẹp lại và bán chỉ với giá là 1 phần 3 khi mà nó còn mới. Như vậy thì cái sản phẩm Uniqlo nó thu hút người tiêu dùng dữ lắm là bởi vì những cái sản phẩm của Uniqlo nó không có chạy theo thời trang từng tuần, từng tháng mà nó được chọn lọc kỹ và nó ít có bị đề mốt so với lại các cái thương hiệu mà tiêu dùng nhanh khác. Cửa hàng đầu tiên của Uniqlo đã bán thử ở tại quận Harajuku của Tokyo thì họ thấy là rồi, được rồi và họ bắt đầu mở rộng ra để bán ở nhiều điểm ở trên nước Nhật và chắc chắn là trong cái chuỗi cửa hàng của Uniqlo trên thế giới ở châu Á thì Uniqlo là đồ cũ đã được tái sinh sẽ xuất hiện ở tại Việt Nam với cái kinh nghiệm mà chuyên môn đi thu gom, đánh giá và tái sinh lại đồ cũ như vậy chúng ta tin rằng với một cái đặc điểm gần như là nỗi ám ảnh của người Nhật là sự chỉnh chu là sự đạt chuẩn là sự nghiêm túc thì đồ cũ mà đem đi bán lại ở trong cửa hàng Uniqlo ngay cả tôi tôi cũng thấy là nó hấp dẫn nữa tuy là nó chưa xuất hiện ở Việt Nam nhưng tôi cũng nghe báo chí họ khen rằng thay vì mình vứt nó vào một cái bãi rác hay mình đem đi đốt, mình làm lại để cho mọi người có thể chọn lựa sử dụng với một cái giá mềm hơn là một cách tham gia vào bảo vệ cái phát triển bền vững. Chúng ta cũng dễ đồng tình với lại cách làm đó bởi vì thực ra với lại cái chuỗi cửa hàng khổng lồ của Uniqlo trên thế giới, chi phí thu gom, chi phí nhuộm lại, may lại tái sinh giặt ủi vân vân chắc nó cũng không phải là rẻ đâu. Tuy nhiên cái cách làm này gợi cho chúng ta về cái việc là tái chế các cái sản phẩm đột cũ và đi theo cái vòng tròn của kinh tế tuần hoàn. Chúng ta vui mừng thấy là một cái cách làm mà Uniqlo không có ngại. Chứ có khi các chủ hàng Tiệm may của Việt Nam nghĩ rằng nếu bây giờ tiệm may của tôi mà bày ra đồ cũ mà bán là tôi tai tiếng lắm. Không, cái nổi tiếng của Uniqlo đủ đảm bảo. Tôi xin kể cái câu chuyện mà tôi vừa mới đọc thấy ở trên các báo quốc tế với lại các bạn về một cái thương hiệu thời trang mà khá nhiều các bạn trẻ và kể cả các bạn làm văn phòng trung niên cũng rất là quan tâm và rất là ưa thích tôi xin tạm dừng câu chuyện về Uniqlo sắp bán đồ cũ ở đây. Đài truyền hình CNA của Singapore gọi rằng có một hệ thống lý thuyết để cho Taylor Swift làm mưa làm gió ở trên các cái thị trường văn hóa biểu diễn nghệ thuật của thế giới người ta gọi đó là squeestonomics tức là cái lý thuyết kinh tế của taylor squist cô ta biểu diễn thành công và rồi trở thành ra một cái biểu tượng của một người làm giàu bằng tài năng bằng sáng tạo của chính mình cô ta trở thành tỷ phú và bây giờ singapore chắc đang ngồi ngấm ngầm thưởng thức cái vị ngọt của mấy trăm triệu đô la mà Singapore thu nhập được kể từ cái tour Eras tour của Taylor Swift và thưa các bạn họ không có ngồi yên đâu vào cái ngày 8 tây tháng 3 đó thì ông bộ trưởng bộ du lịch và kinh tế sáng tạo của Indonesia các bạn nghe cái tên người ta đặt cái bộ này là đủ hiểu rằng cái mong muốn và gửi gắm vào trong cái tên đó nó như thế nào. Ông Bộ trưởng Bộ Du lịch và Kinh tế Sáng tạo của Indonesia đến thăm và bàn với lại chính phủ Singapore về một chương trình hợp tác sau Taylor Swift. Trong khi các fan của những cái chương trình biểu diễn nghệ thuật đỉnh cao của Singapore còn đang bàn là sau cô Taylor Swift thì bây giờ mời tiếp ai? Beyoncé chăng? Adele chăng? hay là Ariana Grande có người nói thôi BTS đi cho họ tái hợp lại với nhau đi thì hai ông bộ trưởng của Singapore và Indonesia về lĩnh vực này họ đưa ra những cái lo ngại là bây giờ định nghĩa một cái chương trình sắp tới như thế nào và những cái thủ tục qua lại có khi nó làm cho khán giả không có chờ được cũng nản tuy nhiên có vẻ như là họ đã đồng ý với nhau là sẽ tổ chức những cái công xe, những cái chương trình hòa nhạc lớn. Và Indonesia thì vốn đã có một cái thương hiệu về chương trình này rồi, đó là We The Fest. Trong khi đó, chúng ta biết rằng Singapore họ đang lặng lẽ nâng cấp cái hệ thống các cái viện bảo tàng và các phòng triển lãm lớn về nghệ thuật có thể nói là đứng đầu ở châu Á sau khi họ tự tin rằng họ đã vượt qua Hồng Kông. Trong năm 2024, Singapore dự định đầu tư 100 triệu đô la sinh để mà nâng cấp các cái phòng triển lãm và các cái điểm biểu diễn nghệ thuật. Các bạn sẽ nói rằng, ủa vậy còn cái cuộc mà trong mặt kép là cãi vã đó, là nó tiếp tục như thế nào bởi vì thái mấy tháng trước đây thì tôi đã kể cho các bạn nghe là họ xây một cái chương trình văn hóa gọi là mỗi gia đình một quyền lực mềm trời các bạn thấy tham vọng lớn ghê không tức là họ muốn đưa ẩm thực văn hóa, phim ảnh và thể thao của họ đi ra thế giới. Cuộc chạy đua có sự hợp tác giữa Singapore và Indonesia, đồng thời cũng chạy đua với lại Thái Lan trong cái việc là phát triển cái kinh doanh văn hóa. Thưa các bạn, chắc nó còn dài. Tôi ngừng cái đoạn mới nhất ở đây và xin hẹn gặp lại các bạn trong 5 phút tiếp theo.